Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh Phước Tình Lens sẽ chia sẻ cho quý vị một cái thông tin cực kỳ là bổ ích, đặc biệt với các quý khách hàng đang ở khu vực Hồ Chí Minh hoặc là khu vực Bình Dương. Chúng ta có thể đón đầu được một cái sóng đầu tư mới tại khu vực Dị An Bình Dương, thì đó chính là một sự ra mắt của Vincom Plaza. Thì theo khảo sát thì hiện tại Vincom Plaza Dị An đã được xây lên tầng 6 và chuẩn bị cất nóc, dự kiến là sẽ khai trương trong 2 đến 3 tháng nữa, tức là khoảng tháng 8, tháng 9. Thì đây được xem là một cái đòn bẩy khiến cho bất động sản tại Dị An Bình Dương nóng hơn trong quý 3 2019, quý 2. Và thông tin Vincom Plaza Dị An đầu tiên của Bình Dương sẽ được khai trương và đi vào hoạt động, đánh giá sẽ là một cú hích mạnh mẽ để mà mang lại một sự bứt phá cho thị trường bất động sản Dị An. Thì đầu tháng 6, cả thị trường Dị An đang xôn xao trước những cái thông tin là sắp khai trương cái đại trung tâm thương mại Vincom đầu tiên tại Bình Dương. Và trung tâm thương mại này, Vincom Dị An Plaza, nằm trong một cái khuôn viên khu phức hợp căn hộ cao cấp Tram City. Và đây là một trong những cái dự án mà khá là được nhắc tên nhiều trong tháng 6 này. Ngoài ra thì còn có dự án như là dự án Beacon 3, đúng không ạ? Beacon 3, rồi dự án Eco Xuân. Thì theo khảo sát thì hiện tại Vincom Plaza Dị An đã xây lên tầng 6 rồi và chuẩn bị cất nóc, dự kiến là trong quý 3 thôi. Thì khảo sát những cái khu vực lân cận dự án Vincom Dị An từ thời điểm mà tháng 11 năm ngoái á, 2018, khi mà cái dự án này chính thức khởi công, thì cái giá đất nền tại cái phường Thống Nhất đã tăng lên đáng kể so với cái thời điểm mà chưa khởi công. Cụ thể là đầu 2018 thì giá đất nền tại khu vực này là khoảng 25 triệu đồng một mét vuông, và tính đến cái thời điểm mà cuối năm 2018 á, giá đất nền đã được đẩy lên 35 triệu đồng một mét vuông, tức là tăng khoảng 40%. Và đỉnh điểm của sự tăng giá rơi vào những tháng sau Tết, khi mà Vincom đẩy nhanh cái phần thô, thì cái giá đất nền tại những tuyến đường huyết mạch như là DT743B rồi DT743 sẽ dao động từ 40 triệu đến hơn 45 triệu một mét vuông lận. Tại những cái tuyến đường khu trung tâm thương mại như là đường N1, N2 thì cũng đang được mua đi bán lại với những cái mức giá khoảng từ 45 đến 50 triệu một mét vuông lận. Thì trước cái sức nóng của thông tin của trung tâm thương mại Vincom đầu tiên tại Bình Dương sắp khai trương, thì hàng loạt những cái dự án bất động sản cũng đã đổ bộ về đây để mà đón đầu cái tiềm năng tăng giá. Dự báo là tới quý 3 2019 này, thì trong vòng bán kính khoảng 3 km, 5 km tính từ cái Vincom, thì sẽ có khoảng 2.000 căn hộ, hơn 2.000 căn hộ sẽ công bố ra thị trường. Và trong tháng 6 này thôi, thì thị trường bất động sản quanh cái khu Vincom này sẽ đón nhận khoảng 500 căn hộ thuộc khu phức hợp căn hộ cao cấp. Với những cái lợi thế là một cái thị xã của tỉnh Bình Dương tiếp giáp với hai thành phố, đó là Biên Hòa và Hồ Chí Minh, đồng thời là một cái cửa ngõ quan trọng đi tới tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và những cái tỉnh phía Bắc, có thể thấy là Dị An sẽ là một cái điểm đến đầy hấp dẫn của giới địa ốc trong thời gian tới, nhất là Vincom đầu tiên tại Bình Dương đã chính thức đi vào hoạt động. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.